xin chào quý ông bà, cô dì, chú bác và anh chị đang xem trên kênh Bác Thành Vlog nha. Vâng, thì hôm nay Thành sẽ đi lên cánh đồng đi bắt cua đồng về kiếm, đi bắt ít con về kiếm nồi nấu canh chua nha cả nhà. Thì mời cả nhà cùng theo dõi Thành đi bắt cua đồng như thế nào nha. Let's go! Con cua đồng đầu tiên này cả nhà ơi, của em ăn này. Đó. Con cua đồng luôn. Đó. Đã quá cả nhà ơi. Ồ, con ốc này cả nhà. Đó. Con gì bắt con nấy nha cả nhà. Ốc thì về luộc ăn nha cả nhà. Còn cua thì nấu canh chua. Ah!
Hai cả nhà ơi. Đã quá. Anh lên người luôn đi. Này. Đi bắt cua đồng rất là mệt nha cả nhà. Đó. Miếng canh mệt lắm ạ, cả nhà ơi, đuối luôn, không phải đơn giản đâu. Ngày xưa là cua đồng rất là nhiều, bây giờ rất là hiếm luôn. Bây giờ ký trăm mấy người ta đi bắt bán hết rồi. Không có. Cần 10. Cả nhà ơi. Đấy đi. Cần ngay đi. Được. Chỉ cần 10 con là được nồi canh cua rồi cả nhà ơi. Được chưa? Quá quá to. Con này là ngon ăn luôn. Đó. Đấy cả nhà. Cả cua đồng là tải rất là nhiều luôn. Đó gần quá chị. Tại đây mức đi lên con cháu đứng đấy quay xuống đấy. Thank you.
Đâu rồi, 1, 2, 3. Đó, đủ canh chua rồi. Bây giờ đi. Đấy cả nhà, ở quê thành đồng ruộng mênh mông nha cả nhà. Đấy, đồng ruộng đang mùa này là mùa bắt đầu đổ vào cổ đồng lổ lúa. Bắt đầu tháng khoảng tháng 8 là gặt lúa. Đấy, bây giờ Thành đi bắt ít con cua đồng mệt quá, lâu lắm, khoảng mấy năm này Thành mới đi bắt cua đồng lại. Bây giờ làm YouTube cho nên thử thách đi bắt cua đồng cho cả nhà mình cùng xem. Hết rồi, đổ mồ hôi hết rồi. Đi bắt ít con nha cả nhà. Đổ quá nha. Mệt nhưng mà vui nha cả nhà. Đấy, cũng có được cái video cho cả nhà mình cùng xem. Sẵn đây thì Thành review đồng quê cho cả nhà cùng xem đó. Đó, đồng quê của Thành nha. Mây mông luôn. Đó, mời cả nhà cùng theo dõi Thành về nhà. Công đi bắt người ngợm này cả nhà. Đó, 10 con cua đồng này là đủ nấu nồi canh chua này cả nhà. Đợt này giam hiếm lắm. Đó, 10 con cua đồng này với là nấu với mấy quả khế, 5 quả khế này là ok luôn. Vâng, thì video của Thành đến đây là xin kết thúc nha cả nhà. Nếu cả nhà thấy hay thì like, đăng ký kênh ủng hộ cho Thành với nha. Thành xin chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nha. Bye bye.